Xin cảm ơn các bạn đã đến với kênh YouTube của chúng tôi. Xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi trong thời gian vừa qua. Các bạn hãy like, share và subscribe kênh YouTube của chúng tôi để ủng hộ chúng tôi trong thời gian sắp tới. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách mà tắt lưới trong cái Inventor nha. Đây tôi mở Inventor lên nè các bạn. Đây là cái bản Inventor Professional 2012 nha các bạn. Thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn trên tắt tương tự nó trên hai cái phiên bản, đó là phiên bản 2012 và phiên bản 2018. Đây, khi mình mở cái Inventor lên nè, các bạn vô New nè. Đó. Các bạn chọn thẻ Magic nè. Rồi, các bạn vô cái standard millimet.ipt nè, ok. Đó. Các bạn thấy không? Ví dụ như là trong lúc mà mình chọn cái sketch á ha. Đây, ví dụ tôi rít một cái sketch nè. Nha, rít cái 2D nè. Lên trên mặt XOI đi. Đó thì các bạn thấy nè, cái lưới nè. Thấy chưa? Cái lưới này á có một số người thích, một số người không thích. Ha, ví dụ như tôi thì tôi không thích cái lưới này, tôi muốn bỏ cái lưới này đi. Ha, để cho nó màn hình nó trắng cho dễ nhìn á. Thì các bạn vô tool nè. Đây, cách bỏ như sau nha, vô tool nè. Vô application option nè. Các bạn chọn chọn tới cái thẻ sketch nè. Đó. Ở cái mục display này các bạn bấm vô đây. Ha, bỏ reply này, tích bỏ ha. Cái nút reply này đi. Sau đó các bạn bấm apply. Rồi các bạn bấm blow. Đó, các bạn thấy không? Nó sẽ bỏ lưới đi ha. Màn hình nó trơn như vậy nè, dễ ha, đỡ bị rối. Ha. Rồi, sau đó các bạn ok thôi, các bạn vẽ thôi. Nha, các bạn trở qua sketch nè. Đó, các bạn muốn vẽ gì đó các bạn vẽ. Đây. Ví dụ tôi muốn vẽ đó. Rồi finish nè. Nhấn chút lên nè. Ok nè, đó. Nha. Yeah. Rồi, đây là bên version 2012. À, những version khác cũng làm tương tự. Đây, giờ tôi tắt thì cái này đi nha các bạn. Tôi sẽ mở version 2018 lên ha. Tôi cũng làm tương tự cho các bạn xem nè. Thì mỗi version nó khác nhau một chút đỉnh thôi. Đó là khác nhau về cái giao diện rồi thôi. À, đây nè các bạn, ví dụ tôi new nè. À, new bản giao mới nè, vô Magic nè. Đó, vô Standard nè, vô Rich nè. Thì để cho nó load lên nè. Nó load lên. Đây, tôi sẽ tạo một cái sketch mới nè. Nha, sketch mới ở trên mặt, ví dụ mặt XOI nè. Đó, các bạn thấy lưới không? Đó, lưới nè. Đó, thì các bạn cũng làm tương tự, các bạn vô tool nè. Vô application option nè. Đó, các bạn cũng chọn đến cái thẻ sketch nha các bạn. Chọn đến thẻ sketch. Đây, display nè. Bỏ hiển thị cái lưới đi. Ha. Đó, bỏ hiển thị những cái đường lưới đi. Rồi các bạn bấm apply. Bạn bấm lâu đây, thấy chưa? Đường lưới nó đã mất rồi. Thấy chưa? Rồi, cái này nó ví dụ như các bạn thấy cái màu nền này nó hơi màu xám đúng không? Nhưng tiện đây tôi chỉ luôn cả cái đổi màu nền luôn. Thì các bạn vô tool nè, vô application option nè. Rồi, các bạn vô color nè. Đó, các bạn vô color nha. Rồi các bạn chọn resin station nha. Rồi ở đây các bạn chọn one color nha. Các bạn bấm apply. Lâu lại. Đó, thấy không? Nó ra cái màu nền màu trắng à, nó sáng nó đẹp hơn. Rồi, như vậy là tôi vừa mới hướng dẫn các bạn thực hiện việc mà tắt hoặc là bật cái lưới vẽ trong khi mình vẽ các cái sketch nha các bạn. Nếu các bạn thấy cái clip của tôi thực sự hữu ích cho các bạn thì xin các bạn hãy cho tôi một like. Các bạn nhớ subscribe và share cái kênh của tôi để đón nhận các clip kế tiếp. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau.